Xin kính chào cả quý khách hàng. Tôi là Đoàn Công Sơn, ô tô Mitsubishi Quảng Bình. Thì hôm nay tôi rất là vui mừng được thông báo tới toàn thể quý khách hàng, đặc biệt là quý khách hàng ở khu vực thành phố Đồng Hới, là vào ngày mùng 2, mùng 3 tháng 11 tới đây thì chúng tôi sẽ tổ chức cái sự kiện trưng bày và lái thử các dòng xe Mitsubishi tại showroom ô tô Mitsubishi Quảng Bình, số 253 phường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Xin nhắc lại là 253 Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trong cái sự kiện lần này thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả các dòng sản phẩm mà Mitsubishi Motors Việt Nam đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Sedan hàng B Mitsubishi Astra, bán tải Mitsubishi Triton, crossover Mitsubishi Outlander, SUV Mitsubishi Pajero Sport, và đặc biệt là sự có mặt của siêu phẩm đang gây sốt tại thị trường Đông Nam Á, mẫu xe hoàn toàn mới crossover MPV Mitsubishi Xpander. Quý khách hàng đang có nhu cầu mua xe nhưng vẫn chưa chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp thì hãy đến với chúng tôi để trực tiếp trải nghiệm cầm lái những cái mẫu xe Nhật Bản của Mitsubishi Motors Việt Nam và nhận những phần quà lưu niệm từ ô tô Mitsubishi Quảng Bình. Để đăng ký lái thử cho cái sự kiện lần này thì rất đơn giản. Quý khách hàng chỉ cần click vào nút đăng ký ở bên dưới video và để lại thông tin thì chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ để xác nhận đăng ký của khách hàng cho sự kiện lần này. Chúng tôi rất là mong được gặp gỡ và phục vụ quý khách hàng trong sự kiện trưng bày và lái thử vào ngày mùng 2, mùng 3 tháng 11 tới đây. Xin chúc quý khách hàng có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng.